Ở nước ta thì dừa được xếp hàng thứ tư trong các loại cây công nghiệp lâu năm với diện tích khoảng 180.000 ha. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu và việc nhập các giống cây trồng mới đã làm phát sinh nhiều loại sinh vật gây hại. Điển hình như là bọ cánh cứng, hại dừa hay mới đây là sâu đầu đen. Thời gian qua thì nhờ hỗ trợ của ngành nông nghiệp và sự phối hợp của bà con nhà vườn mà mức độ thiệt hại đã được kéo giảm tối đa. Ở đây thì phòng trừ sinh vật gây hại bằng biện pháp sinh học được đánh giá khá hiệu quả, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm từ cây dừa phục vụ chế biến xuất khẩu. Câu chuyện về những nhà vườn tại tỉnh Bến Tre nhân nuôi thiên địch để phòng trừ sinh vật gây hại cây dừa. Năm 1999, bọ cánh cứng hại dừa được ghi nhận lần đầu tại Đồng Tháp. Hai năm sau, sinh vật gây hại này xuất hiện ở 21 trên 21 tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ, với diện tích nhiễm lên tới 42.000 ha. Đến năm 2003, xứ dừa Bến Tre được chọn làm điểm phóng thích các loại thiên địch giúp tiêu diệt bọ cánh cứng hại dừa như ong ký sinh, bọ đuôi kim. Phương pháp này thấy nó hữu hiệu hơn, có nghĩa là bảo đảm được lâu dài hơn. Còn phun thuốc thì nó chỉ được có một lứa dừa thôi, thì còn sau này nó cũng trở lại. Ông B là nhà vườn đầu tiên ở huyện Dòng Trơm, tỉnh Bến Tre nhân nuôi loại thiên địch có tên bọ đuôi kim. Dụng cụ cũng khá đơn giản, gồm thùng, hộp dừa, giải thưa, giá thể là lá dừa tươi, dừa khô. Định kỳ 2 đến 3 ngày một lần thay thức ăn và bông gòn thấm nước mới, kết hợp phun nước để đảm bảo cho giá thể có độ ẩm thường xuyên từ 70 đến 75%. Con bọ đuôi kim nó dễ nuôi hơn, nông dân cũng khoái lắm. Nuôi bọ đuôi kim thì nó nhẹ nhàng hơn. Thức ăn thì ra chợ mua có, mua thức ăn mèo cho nó ăn à. Thức ăn mèo bị cà nhuyễn cứ bỏ cho nó ăn. Mùa khô thường thường là con bọ cánh cứng nó hay phá hại dừa nhiều hơn. Do vậy mình chuẩn bị cho cái mùa khô là mình bắt đầu nuôi con bọ đuôi kim, mình thả ra phát phóng thích ra vườn. Chưa có con bọ này thì nói chung là 80% là con bọ cánh cứng ăn. À, từ khi có con bọ đuôi kèm vô á, nó giảm nhiều, nó giảm 100% luôn. Nói chung là cá nó phát tán ra là có cỡ cây số. Cái vùng này là giờ coi như là giảm dữ lắm, giảm là không có con bọ cánh cứng. Sau khoảng 2 tháng rưỡi nuôi, nhà vườn thu hoạch bọ đuôi kìm trưởng thành và ấu trùng tuổi 4 để đem phóng thích ra môi trường. Đối với cây dừa thấp sẽ thả trực tiếp lên ngọn, còn ngược lại thì có thể thả trên thân cây, sau đó bọ đuôi kìm sẽ tự bò lên. Đến năm 2020, diện tích bị nhiễm bọ cánh cứng hại dừa của cả nước chỉ còn hơn 13.600 ha, tức là giảm gần phân nửa so với năm 2016. Và con số này sẽ còn kéo giảm khi các địa phương cùng nông dân đẩy mạnh các giải pháp sinh học. Đây là điều kiện để các sản phẩm từ dừa vươn xa hơn, chứ không dừng lại ở con số hơn 90 thị trường như hiện nay.